Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hoặc liên quân thì hãy truy cập ngay khoa học rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lại cho anh em. Tôi rất chào lắm cho anh em. Tôi vẫn thế chào lắm cho anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay mình quay trở lại với chủ đề khổng lồ. Như các bạn đã nhìn thấy tiêu đề ấy, thì hôm nay mình sẽ làm một cái bánh cuốn, gọi là bánh phở cuốn khổng lồ các bạn ạ. Thì kia mình đã chuẩn bị nguyên liệu này, rồi chuẩn bị bánh phở này. Không biết là như mình làm cái chiếc bánh phở cuốn khổng lồ này có làm được không nữa. Như bình thường chỉ làm bằng tròn tròn bằng thế này thôi, mà cuốn kiểu như cảm giác nó bị vỡ cái bánh phở ra. Nhưng mà hôm nay anh mình sẽ thực hiện hẳn một cái bánh phở khổng lồ. Anh mình cuốn một cái to gọi là bằng gần bằng người thằng Tiến các bạn ạ. Thằng Tiến thì người nó rất là bé đấy, nó kiểu như thế. Vì anh mình làm khổng lồ. Thì ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số nguyên liệu rồi bánh phở của anh mình đã chuẩn bị. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn tiếp một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là số nguyên liệu mà anh mình đã chuẩn bị để có thể làm được chiếc bánh phở khổng lồ. Vì nó đã gọi là khổng lồ thì cần rất là nhiều nguyên liệu, nhưng mà ở đây nhà mình đã chuẩn bị rất là nhiều rồi. Thì ở đây gồm có mùi tàu này, mùi ta này, rau thơm này, xà lách này, cà chua này, rồi chanh, dưa chuột, cà rốt. Cái chanh này với cả gừng này thì không liên quan các bạn ạ, bởi vì chanh với gừng này là nhà mình để làm nước chấm bánh phở. Ở đây nhà mình chuẩn bị cả giò này, rồi củ đậu làm nhân này, rồi bún này, còn thịt nữa các bạn ạ. Đây là thịt vai này. Lạng này liệu đến 3 cân không? À, chỗ này thì không được 3 cân em ạ. Chỉ được 2 cân 9 lạng và 9 hoa thôi. Thì mua về thì để một lúc thì nó hao mất một hoa bạn ạ. Đó là như thế. Còn bên kia là có trứng các bạn ạ. Trứng này thì anh mình phải chiên lên, và thịt vai kia một lát nữa anh mình cũng phải luộc lên. Còn không thể thiếu được cái bánh phở. Đây, anh mình đang gập đùi nó lại. Thì nó dở ra thì chắc cũng rất là to. Thì ngay bây giờ anh mình sẽ đi luộc thịt, rồi làm nguyên liệu, rồi rán trứng để anh em mình làm nhân chiếc bánh phở khổng lồ đó. Anh em mình đang ngắt rau, rồi gọt củ đậu các bạn ạ. Ôi, chỗ này nhiều gừng lắm, tí chắc anh em mình phải pha nước chấm bằng thau thôi. Pha bằng thau xong uống luôn đấy. Hả? Thôi mình bê chiếc bánh lên anh em mình chấm. Hai người bê thau, hai người bê bánh. Ờ đấy, đúng. Sau khi ăn là thay lân. Gì đây? Tôi đang ngắt rau ăn cà rốt. Cà rốt. Nghe người ta bảo ăn cà rốt thôi, phòng ngừa bệnh trĩ. Phòng ngừa trĩ á? Anh mới nghe đấy, mày đọc được hay học được từ giáo sư nào à? Cô giáo dạy kìa. Được không? Có, ăn đi phòng ngừa trĩ. Vậy là nhà mình đã hoàn thành gần được một lia nguyên liệu nhân bánh phở rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em đang xếp vào. Và còn bên này thì anh em sẽ pha nước chấm. Trong này đã có gừng nhỏ này, rồi cái tỏi này. Vậy anh em sẽ cắt thêm ớt, rồi bắt thêm chanh, rồi đổ mắm, đổ đường vào. Em đổ mắm nữa đi, đổ nửa chai đi, rồi pha thêm một ít nước nữa. Đường chắc thế này thôi nhỉ. Nước đi. Rồi. Đấy, em cho thêm nước vào. Bởi vì đang chờ pha nước chấm nên là bạn Lâm phải ngồi ở đây để đuổi ruồi các bạn ạ. Bởi vì quá nhiều ruồi. Nhìn cái ly nguyên liệu này nhìn rất là đẹp luôn. Ok. Nói thế đấy, em đảo nó lên đi. Thử mút tay xem ngon chưa nào. Vừa chưa? Ôi tuyệt vời rồi, thế thôi anh mình sẽ bắt đầu đi cuốn bánh phở luôn các bạn ạ. Nhìn bây giờ mình chỉ nghĩ đến cái bánh phở thôi mà đang chảy cả nước miếng đây rồi. Anh em mình bây giờ sẽ bắt đầu giải những cái miếng bánh phở lên đây để anh em mình chuẩn bị cuốn các bạn ạ. Rất là to các bạn ạ, bởi vì làm khổng lồ nên anh em mình phải cho rất nhiều lớp bánh phở ở ngoài.
Bạn tôi thấy không có hoa tay sao trái xấu thế? Xấu quá. Anh cho bằng mép bàn luôn này. Anh mình phải mượn tạm cái bàn nhà Tiến mang ra để trải, để anh mình cuốn, bởi vì không không có gì kiểu bằng phẳng các bạn ạ. Vậy là anh mình đã trải xong bánh phở rồi các bạn ạ. Thì bây giờ anh mình sẽ giấy lốt nhân vào để anh mình chuẩn bị cuốn thôi. Thì mình sẽ để xà lách trước. Vậy là anh em mình đã hoàn thành chiếc bánh phở khổng lồ rồi các bạn ạ. Như các bạn đã nhìn thấy thì rất là to luôn. Bây giờ bạn Lâm sẽ đo thử cho mọi người cùng xem. Đó, đây là chiều dài này, tức là 3 găng tay của bạn Lâm. Còn chiều rộng bạn được 1 găng tay các bạn ạ. Thì chiều rộng nó rơi vào tầm độ 20 mấy cm, còn chiều dài khoảng độ 60-70 phân gì đấy. Bây giờ hai thanh niên Lâm với Cường sẽ bê lên cho tất cả các bạn cùng xem, xem nó to như thế nào. Đây các bạn ạ, to vãi cả trường luôn. Đấy, mồm phùng luôn. cái này không biết là cuốn, chắc là cuốn cho người khổng lồ ăn. Bởi vì nó to quá, mặc dù anh em mình đã chuẩn bị một thau nước chấm đây rồi, nhưng mà vẫn không thể bê lên để chấm ăn được. Tức là ngoài dự kiến của anh em mình, thì bây giờ anh em mình sẽ phải đục một cái lỗ ở giữa này, rồi cuốn cái này làm phễu để anh em mình đổ nước chấm vào, rồi anh em mình sẽ ăn như kiểu anh em mình ăn sandwich đợt vừa trước anh em mình làm ấy các bạn ạ. Nào bạn cứ đục đi. Nào bây giờ anh Cường sẽ làm nào để làm cái phễu vào đi. Phễu luôn này. Nhét phễu vào luôn. Đây bạn Lâm bê để chuẩn bị đổ nước chấm vào thôi. Đây anh ơi. Rồi. Anh đổ thoải mái luôn. Ui từ thôi anh ạ. Từ thôi. Nó... Nhưng mà chắc là không trôi được nguyên liệu đâu, chỉ trôi được mắm thôi. Đấy bây giờ đổ đi. Bán được cái nó không xuống được. Không xuống được, thôi. Cường bỏ lên đây. Ui. Ui anh ơi. Đây bạn làm cách này cho nhanh đúng không? Vậy là anh mình sẽ không phải chấm nữa các bạn ạ. Anh mình sẽ thưởng thức luôn ở tại quanh chiếc bánh phở này luôn. Nào bây giờ anh mình vào để thưởng thức thôi. Thử nào các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn. Ngon quá. Thế nào bạn? Ngon. Tuyệt vời. Ăn này như kiểu ra mùi. Không sao ấy. Nếu mà cần thiết thì để lấy thêm môi, nếu mà các bạn nhạt quá thì có thể lấy nước ở bên dưới này, thấy chưa? Trong ấy như nãy em đổ ngấm hết này. Ngấm hết á? À? Chắc ăn là chỉ ngấm ở bên rồi. Dưới thôi, có cái vào trong rồi. Đâu. Thế nào Tiến? Bánh phở ngấm mà mắm, ngon. Ngấm mà mắm à? Mấy hôm mọi người ăn tôm em không ăn đâu. Bông nước đi. Ăn bù. Bởi vì mỗi hôm Cường là từ mỗi hôm giờ là hai hôm anh mình ăn tôm là phải ngồi ngoài ăn lạc tôm, rồi ăn toàn đồ linh tinh. Không được ăn mấy cái món chủ yếu. Nên giờ hôm nay Cường bảo được ăn bù. Sẽ hôm nay sẽ nhường hết Cường. Mời các bạn. Hôm nay sẽ nhường hết Cường một nửa cái bánh phở nhá. Ok anh, em ăn một nửa luôn. Ok, ăn đi, ăn đi. Thưởng thức đi. Anh em mình ăn gần nhau quá. Các bạn nhìn cái bánh phở này mắc to luôn. Thực sự là ăn nhiều bánh phở lắm mà nhưng mà lần đầu tiên ăn quả này ăn chất lượng thật anh ạ. Anh cắn lên xong em cắn tiếp. Biết bề lên ăn được không? Bê lên sợ bắn không? Bạn sợ bắn không? Bởi vì nó dính gì cả. Em không sợ bẩn anh ạ. Thế thôi em bê lên thôi. Em chỉ cần ăn ngon rồi. Bê lên. Ui dồi. Em như phát đi một góc rồi. Mông chậm tan mông thung luôn. Anh đá mạnh như này. Anh đá mạnh như này.
Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức cái món phở cuốn khổng lồ này các bạn ạ. Nhìn to này không biết là mình có ăn nổi cái đoạn giữa này không nữa. Có bốn cái góc thì chia hết bốn anh em rồi. Bởi vì chỗ này mình sợ vào mắm ấy. Mình mời tất cả các bạn nhá. Anh phải lấy cái chỗ này ra xem nào. Cắn cái này bao giờ ấp vào. Không được rồi. Không, anh em cần lắp đâm dài. Bạn cho tôi một con dao đi. Để tôi bỏ bớt bởi vì đoạn giữa này anh em mình làm dày quá các bạn ạ. Làm dày vãi cả trưởng luôn, 3 phân thì làm sao mà anh em một mình có thể gấp đưa cái mồm này vào được. Wow, nhìn này, cũng gỗ ôi. Ui à, mà anh mỏng quá. Dày cả má, 3 phân luôn các bạn ạ. Thực sự là hình như chỗ này không thể ăn được. Nhưng mình vẫn phải cố gắng thôi các bạn ạ. Nhìn anh em nó được thưởng thức đến thịt rồi mà mình chưa được thưởng thức luôn. Tôi chắc là tôi thế này bạn ạ. À, anh em cứ dùng ở đấy đi, tôi ở giữa tôi đoạn tôi moi thịt ăn thôi. Đây đây, mình sẽ kẹp với cả. Ê, anh lấy miếng này kẹp không luôn. Ôi dày quá anh ăn không mồm mất. Ngon, chấm này ngon hả? Cái hết vòng quanh mồm. Cho nhiều ớt quá hay sao ấy. Không phải rậm rồi, thọt lắm rồi. Bắt mồm rồi. Là cái với mình thì cái chỗ này thực sự là dày quá các bạn ạ. Nên mình không thể ăn được cái chỗ này. Mình thì chỉ có một lời khuyên cho các bạn là không nên làm theo như anh em mình. Bởi vì nó to quá thì các bạn không thể gặm được. Thì nên làm vừa đủ để mình ăn thôi. Bây giờ thì mình sẽ hỏi cảm giác của bốn anh em này, xem là sau khi thưởng thức cái món gọi là phở cuốn khổng lồ này thì cảm thấy như là. Bạn Lâm trước đi, tôi thấy bạn. Các bạn lần đầu tiên mình được ăn cái phở cuốn mà nó to như thế này. Ăn thì tôi đang tưởng tượng đây là một cái gối đầu. Chắc là đây là phải dùng cho cuốn như thế này để cho người khổng lồ ăn mất. Còn như anh em chúng tôi thì chắc là ăn cũng lắm 5 người hết được đỡ chỗ này. Hết một phần thôi, hết một phần. Ăn cay tê hết ra mồm rồi. Thôi, hết. Anh Quang ạ. À? Thế hai anh em bên này đang chén ắc cái một đoạn này. Em đã bảo là đây là sở trường của em rồi. À. Thực sự như hôm nay nguyên liệu đầy đủ hơn anh ạ. Giò thịt rồi cà chua, cà rốt, củ đậu, rau mùi thơm nói chung à. Món này thì em không phải nhận xét nhiều tại vì em ăn rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay rất là có thêm nguyên liệu đầy đủ cho nên là quá tuyệt vời luôn. Thì hơi khó ăn một tí đúng không? mỗi tội to quá gậm bây giờ cay xót hết xung quanh mồm rồi. Ngồi ok. À, đến nào. Hôm nay anh mình làm cái này thật không một công, mấy anh mình làm từ trưa đến giờ để có được cái thành quả như này. Mấy anh em ăn rất là ngon, rất phê các bạn. Mắc cày rồi. Thế rồi. Thế rồi. Ăn chả luôn. Tôi ăn con mong nhau lắm. Nào. Mình ăn thì chưa mồm đi ít mà chưa mũi. Đúng rồi. Cái rời miệng nha. Nó chả đây. Ăn một mũi à. Tôi lần đầu tiên ăn cái bánh to như này. Mà mấy anh em gặm thì phải bỏ cái miệng to lại vì gặm. Tí nữa này nha, thế để lại cho đôn trà mang này về gối đầu khi nó đói là gặm luôn. Thế là cứ quay đầu nó gặm ok. Vậy là các bạn đã nhìn thấy anh em mình thưởng thức trước bánh phở khổng lồ này rồi, thực sự là rất là khó ăn. Như nãy mình đã khuyên ấy, thì các bạn không nên làm theo như anh em mình là làm to đùng ra để làm gì cả. Anh em mình không thể ăn được. Qua đây ạ. Anh em mình đáp ứng những cái ý tưởng của các bạn thì anh em mình làm như thế này. Thì mình chỉ có lời khuyên cho các bạn như vậy thôi. Ngay bây giờ thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.